Dương Mai Chích Chè Bông xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, ngày hôm nay bên Vườn Mai nhà em sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái lô mai con quấn rễ. Và loại này nó cao 1 mét luôn nha cả nhà. Nó cao 1 mét luôn. Và không có năm nào mai con nó rẻ như năm nay luôn á cả nhà. Thường ngày á, cao 1 mét là giá cũng phải tầm từ 10k trở lên. Ngày hôm nay cao 1 mét em bán cho chúng ta giá chỉ có 7k một cây thôi mọi người. Đây nè, ở phần trên là nhánh rất là nhiều và phần dưới rễ của nó nè, gốc của nó rất là to, rất là mập. Lô này thì quấn rễ lộn xộn đa dạng nha cả nhà ơi. Nó củ nở để thú đủ kiểu như thế này. Đây ha cả nhà. Đó, cái này về chúng ta thích hợp cho chúng ta có thể làm lục bình nè, làm lục bình mai luôn á cả nhà. Cao 1 mét, giá chỉ có 7k mà còn được receipt nữa, quá u là rẻ rồi mọi người. Rồi, qua bên đây em sẽ có một cái lô mai con quấn rễ cao từ 50 cho đến 70 xăng. Cây nó rất là mập nha cả nhà. Cây nó rất là mập, em sẽ đi dài ra cho cả nhà mình cùng xem. Hàng này em mới về luôn nè, cả nhà nhìn nè, chưa kịp chất ra bịch luôn á. Cây nó rất là mập. Nếu mà chúng ta muốn trồng mai con trong cái mùa vụ này thì chúng ta tranh thủ trong cái thời gian này nha cả nhà. Bởi vì cái thời gian này là người ta đang còn thanh lý giải phóng mặt bằng để người ta làm một cái mùa vụ mới, cho nên là người ta bán cũng rất là rẻ. Và người ta bán rẻ cho em thì em cũng sẽ có chương trình cho khách hàng luôn. Ở đây cả nhà nè. Cái lô này ngày hôm nay em giảm giá đặc biệt cho quý cô chú anh chị luôn. Giá chỉ có 5.500 luôn nha. 5.500 một cây luôn nha cả nhà. Nếu chúng ta lấy 50 cây chúng ta còn được receipt. Đây, rễ nó này, nó quấn đủ kiểu. Nó có lò xo, nó có củ nở, nó có như thế này nha mọi người. Đây nè, cây nó rất là mập, mập chưa từng thấy luôn. Nói chung lô mai con năm nay rất là đẹp luôn á mọi người. Đây, đó, giá chỉ có 5.500 một cây thôi. Rồi, qua bên đây thì em sẽ có cái hàng mai con quấn rễ hình trái bí đây mọi người. Cái lô mà lô này á, là bữa hổm em quay cho cả nhà mình xem á, là bị sâu cắn. Mà cả nhà nhìn nè, khi mà cái lá nó bị sâu ăn á cả nhà biết không. Bây giờ nó ra cái đọt nè cả nhà nhìn nè, ra rất là mập, mập lù luôn nè. Trời ơi coi nè, cây này về ha mà đặt xuống trồng một cái là nó phát chưa từng luôn á mọi người nhìn nè. Đó, đây nè, ghê không. Đọt của nó rất là dữ luôn ha, nó ra rất là mập luôn mọi người. Bởi vì em nói cái hàng mai con trồng về chúng ta nên ngắt bớt miếng đọt ở trên đi, là tự động nó sẽ ra đọt dữ lắm luôn nè. Cái này em không hề làm gì luôn á, bị mấy sâu cắn mà giờ nó ra vậy nè mọi người. Và lô này là lô hình trái bí nha. Đây, lô hình trái bí nè mọi người, vậy nè đó. Bí này là bí 3 đến 4 muối không nha cả nhà, 3 đến 4 muối không. Rồi lô này ngày hôm nay em tri ân giá đặc biệt luôn nè. Đó, em bán giá 6k thôi, 6k thôi nha. Bí mà thường thường là đâu có khi nào giá 6k đâu mọi người. Bí này bí đẹp nữa nè, bí 4 muối nữa nè. Đó, 6k thôi nha. 50 cây em cũng bao ship. Lô này quá hấp dẫn luôn cả nhà. Đó. Rồi qua bên đây em còn lô hấp dẫn nữa. Trời ơi, bên đây thì thích hợp cho tầm tán thông nha. Tầm tán thông nha cả nhà. Hàng này nhánh rất là nhiều luôn. Nhánh rất là nhiều luôn nè. Đó mọi người nhìn nè. Nhánh rất là nhiều luôn đây. Đó. Đây là mai con quấn rễ hình trái bí nha. Bí bên đây thì nó nhiều mắt, nó quấn không thưa như bí kia. Nhưng mà bí nó rất là nhiều muối. Đây, cả nhà nhìn nè, 2, 4, 6 nè. Đó, rất là nhiều muối nha. Cây này thì cành nhánh rất là dữ. Trồng tán thông đó là ok luôn cả nhà. Rồi, cái loại này thì em bán giá là 6.500. Đó, rất là nhiều loại. Mình thích loại nào thì mình cứ chọn loại đó thôi nha cả nhà. Đó, thì thường là 9 người 10 ý mà. Cho nên là em cũng lên rất là đa dạng cho chúng ta lựa chọn luôn. Rồi, ai thích thì cứ alo cho vườn mai của nhà em nha.